và em ra tay ăn một người ai làm được gì tên ai ăn muốn biết anh tay tên nào còn nhiều khi hôn em dù em cố gắng chăn ăn mùi tù một chuyến đời sẽ qua nhưng xin chào mọi người. Hey, ok các bạn. Ngày hôm nay bé Mai có cái nón lá luôn, ok? Có cái nón lá luôn. Tại sao chân tôi đã đi chờ Việt Nam. Chờ Việt Nam á rồi xong mua cái nón lá này, ok các bạn. Alright, thì Ryan với lại là bé Mai chào các bạn đã quay trở lại channel Hello Lanta. Thì ngày hôm nay thì thế yêu cầu của một số bạn ghi cái comment đó trong những cái video phía trước là mấy bạn muốn nghe bé Mai cover. Và thể theo yêu cầu của một số bạn thì muốn nghe bé Mai hát nhạc Việt Nam. Ok, thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe bé Mai cover mấy cái bài nhạc Việt Nam. Ok, ngày hôm nay em muốn hát bài gì? Em muốn hát Lạc Trời. Lạc Trời của Sơn Tùng à? Của Sơn Tùng MTP nha các bạn. Ok, bài gì nữa? Anh Sáu Sư Bôi. And sao các bạn, thì cái này là của Suboy, mà Suboy là một rapper nha các bạn, là cái bài này đọc rap rồi, it's just rap right? Yeah. Rap only yeah. Đúng không? Ok, các bạn nào biết Suboy không thì Suboy là một rapper khá là nổi tiếng ở Việt Nam luôn. Ok, rồi bài gì nữa? Người ấy, Hương Giang. Người ấy của Hương Giang luôn các bạn, Hương Giang này là Hương Giang Idol. Dạ, Hương Giang Idol. Hương Giang Idol các bạn, thì cái bài Người ấy, ok, thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ được nghe bé Mai cover mấy cái bài nhạc Việt. Dạ. Ok, thì sau bây giờ chúng ta sẽ nghe thử bài đầu tiên, đó chính là bài Lạc Trôi. Lạc Trôi. Ok, Lạc Trôi. Ủa thế em thích Lạc Trôi đúng không? Đúng. Dạ, ok. Thì Sơn Tùng MTP cũng rất là nổi tiếng các bạn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ nghe bé Mai cover thử cái bài Lạc Trôi nha. Bây giờ mình sẽ mở cái nhạc lên rồi bé Mai hát theo. Okay, get ready. Okay. Turn on music. Bây giờ là bé Mai cầm cái điện thoại các bạn để thấy cái lyrics, thấy cái lời bài hát á. Đó, bây giờ hát theo mà. iPhone. Okay, bây giờ get ready. Đâu? Lớn rồi đó. Louder. Yeah, that's good. Louder. Yeah. P.S. I'm not a good singer, so just beware. Yeah. Just for fun thôi các bạn, cho vui thôi nha. Ok. Thì là bài này của. Yo. Ở chơi chơi nhỉ? Nhiều tiểu hoàng qua đường dẫn lối, làm sân khấu phơi phai đứa bài già rồi. Đồn của mình ta văn vương hồi ước chung mình sai sẽ tua buồn. Yo. Gì nào? Từng đêm năm mừng mừng mừng. Lòng ta xin nguyện khắc tình duyên nghĩa. Lòng ta xin nguyện khắc tình duyên nghĩa. Lòng mê say mọc cho tước mây vương đôi môi khai. Bằng phần mình ta lọt trôi giữa đời. Ta lạc trôi giữa trời. Đâu? Bao nhiêu tung chỉ dám đâu? Cậu tìm bé thừa đá mơ, cậu làn xương bé thừa đá mơ. Louder. Tôi xin nguyện các vị tình một chút say một chút chút tóc mây để mình đợi ngồi kề lạc trôi giữa đời.
đó là Joy to Day. Là Joy to Day. Ok các bạn. Ok, okay bây giờ đẹp trai à? Xanh tên MTP. Đẹp trai không? Anh nói xem cho tên MTP. Dạ, xin tụng em là MTP. We have the Facebook group chat about Xanh tên MTP fan. It's called Con Trai. Con Trai hả? Con Trai tên MTP. This is son, get it? English son. Ok. Con Trai. Ok. Get it? À, con trai là like son. Yeah, I don't know. Với mày nói có group chat gì đó chat. So you guys talking about Xanh tụng MTP. Yeah, it's 2 million followers. 2 million people so in you the... talk Vietnamese, em nói chuyện với người Việt hả? Đúng, em nói tiếng Việt trong group chat. Ok, great. Great. Ok, bây giờ là mình sẽ qua cái bài thứ hai. Đó chính là bài thứ hai. Em hát các bạn nghe lão quắc luôn. Nói chung là Superboy. Ok, bài em sao các bạn lần đầu tiên mình nghe luôn. I don't know about the song. Ok các bạn, thì bây giờ là ca khúc N sao, tức là N sao của Superboy. Okay. Yo. Tôi đã bên chắc có sân năm lá, anh ai qua con ba. Sao bên ấy nhiều khuya giờ sung quá, xin bài lời đừng rồi đông cà. Tôi là bên giặc có sân năm lá, anh chị em quay con ba. Sao bên ấy nhiều khuya giờ sung quá, xin bài lời đừng bài. À giờ nuôi thương nghệ, anh sao mình ép ấy cho đường giá đời xin mình nói ép tuy nên là cha nè. Em sao bên đó tôi được ra nè, em sao đông dung đông lo cứ nhà, đừng vào trên đó là in nè. Insult, ôn sao không biết thì cái nào nhở? Sao 15 tỷ mấy là được chết? Bôi là biết tốn tiền nè. Insult. Cho nên là ba đêm bá làm sống, insult là lo không tiền đêm bá làm sống. Thật bình còn đắt còn pháp Việt Nam chúng tôi nó nát nào. Đọc còn đặt hết sa bút Napoleon được từ Trung Pháp. Đang về heo đem tiền được em đã. Rất nhiều là cầu phô nhạc Paris Fine này phải lên đơn hạ. Đi đường sân hạ. Nghe giống như là nhạc nghe giống như là tiếng Spanish gì đó, like đấy là không phải là tiếng Spanish không phải là tiếng Spanish là mà, tiếng Việt tiếng Việt đúng rồi. Ok, nhưng mà tiếng Việt á. Ok, anh nghĩ đây là tiếng Spanish không? Tiếng Việt. Ok các bạn, thì bây giờ mình, từ nãy giờ mình nghe hai bài của bé May rồi. Nói chung mình nghe cho vui thôi. Nói chung bé May rất là thích nhạc Việt Nam á, hay nói chung á đi với mình là hay mở nhạc Việt Nam nghe lắm. Rồi cũng hát theo, rồi cũng rất là dễ thương luôn. Thì bây giờ là bài thứ ba, đó chính là bài em đã thấy hả? Em đã tại em cùng người ấy. Em đã thấy anh cùng người ấy. Ok, của Hương Giang Idol các bạn. Ok. Ok các bạn. Các bạn chúng tôi bây giờ hát em sẽ chúng hát. Tôi chúng ta bây giờ em sẽ hát. em sẽ hát em đã tay ăn cũng ngôi ai để trong sân thân em thì biết Hương Giang chứ không phải Sơn Tùng nữa. Ok. Em đã thấy anh cùng người ấy, mình phải dịch lại các bạn. Ok. Em đã thấy anh cùng người ấy của Hương Giang. Get ready. Em đã tay ấy cùng người ấy. Alright, yo, get ready. You need to go like that, yeah. Slow. Và em đã thấy anh cùng người ai làm điều gì đêm ai. Anh muốn biết anh tại thế nào. Còn nhủ khi hôn em. Good. Dù eo căng tràn em mỗi tư. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Lớn lên. Nhưng tao biết cô cũng nguyện gần. Như khi anh bước đi. Lắm rồi. Và em đã thấy anh của người ai. Làm điều gì phía sau. Em khóc như vậy, tao như vậy. Anh đâu biết đâu. Ngỡ tay ngủ đàn đứng tay. Chính anh này lúc này. Nếu hết yêu rồi cũng buông tay. Sao anh lại làm như
Good job. Ok đó. Rất là nhẹ nhàng luôn các bạn. So nhẹ nhàng luôn. Ok, go on, right. Keep moving on. I think you're good on this one. I think it's right. Easier. It's yeah, nice. It's easy. Like slow. Là cô ấy tốt hơn hai những gần chẳng còn suốt và từ em chẳng còn nhiều lời anh hứa em đã tay anh cùng người ấy làm điều gì phía sau em không như vậy vậy đau như vậy anh đau biết đâu. Good job. Nói chung yeah. Ok các bạn, thì đó là ca khúc Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy của Hương Giang Idol. Thì Hương Giang is my favorite singer ever. Em thích Hương Giang hả? Em rất thích Hương Giang. She is very famous and she she's so pretty too. Yeah, thì bé mày đó là Hương Giang rất là đẹp luôn. If I could meet any celebrity, yeah, it would be Hương Giang. Wow. Or yeah, probably Hương Giang. Để em muốn gặp Hương Giang hả? Em muốn gặp Hương Giang. Để làm gì? Để làm gì? What? For what? To go to eat for Thai together. Đi ăn phở and, Thái and hả? And go fashion show. She đi, very đi, fashion. She đi, very fashion. Đi fashion đó hả? Yeah. Okay, yeah. And then I'll take a picture. Right. Yeah. Chụp hình nữa, đúng không? Japan? Chụp hình. Take a picture. Ở Nhật Bản. Yeah. Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình. Chụp hình không? Chụp hình. Yeah. Me? Bạn của em. Bạn của em lát gặp đã gặp Hương Giang đã ở trong Hà Nội. Ở Hà Nội. Oh, okay. Yeah. Yeah. Oh. Wait, listen. Oh my. And then this. This way. Wait. Ew. Yeah. Ow! I'm just kidding. I'm sorry. Shh, listen. I scare you. Listen. Sorry. I did my next one. Wait. Oh no, don't do that again. It's bad noise. Okay. Tạm biệt các bạn, cảm ơn rất nhiều xem đến video hôm nay. Tại sao? Vì anh thích hát tiếng Việt music. If you have any questions, message me on my Instagram Kid Polyglot and I will answer your questions as I try. Ok, nếu mà các bạn mà muốn bé May hát bài gì thì bỏ cái bài hát đó ở bên dưới cái comment and then bé May sẽ cố gắng để mà học and then hát cái bài đó. Yeah. Ok, được không? Được không? Yeah. Alright. Ok thì Brian với lại bé May rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngắn ngày hôm nay nha. Nói chung mà nghe bé May hát nhạc Việt Nam. Ok thì một lần nữa thì rất cảm ơn. Nếu các bạn thích video thì các bạn có thể bấm like và các bạn đừng quên bấm share và subscribe cho channel Hello Lan Tà nha. Ok và mình với lại bé May xin hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bye, tạm biệt. Where you going? Put it here and then. Yeah, let's go again. Like, what's up? Okay. Okay, one. Two. What's up? Sorry. Okay. Một, hai, ba. What's up?